hé lộ cái kết bi thảm của nhân vật Trang trong Sống chung với mẹ chồng. Dựa vào nội dung cuốn tiểu thuyết gốc, khán giả Sống chung với mẹ chồng đã đặt ra nhiều nghi vấn về số phận thảm thương của nhân vật Trang do Thu Quỳnh thể hiện. Phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng do nghệ sĩ ưu tú Vũ Trường Khoa làm đạo diễn vẫn đang được phát sóng trên khung giờ vàng của VTV1. Kịch bản Sống chung với mẹ chồng vốn được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Trung Quốc. Phim xoay quanh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khi mà những người phụ nữ trong gia đình không tìm được tiếng nói chung. Ngoài gia đình bà Phương, Sống chung với mẹ chồng còn mang đến câu chuyện oái oăm về mẹ chồng bà Điều và nàng dâu Trang do Thu Quỳnh thủ vai. Sau 7 tập phát sóng đầu tiên, bà Điều và Trang vẫn chưa có bất cứ mâu thuẫn nào. Tuy nhiên dựa vào cách nói chuyện của Trang, khán giả có thể thấy được cô nàng này không thích ở cùng với mẹ chồng. Bề ngoài Trang giao tiếp vô cùng khéo léo để lấy lòng bà Điều, nhưng bên trong cô vẫn mưu tính, sắp xếp để có cuộc sống riêng không phụ thuộc vào mẹ chồng. Nhiều khán giả sau khi đọc cuốn tiểu thuyết gốc đã dự đoán số phận bi thảm của Trang trong những tập tiếp theo. Theo tiểu thuyết gốc, nhân vật Mai Lạc ứng với vai Trang là một cô gái thông minh, nhiều mưu mẹo. Cưới được người chồng chăm chỉ, chịu khó, lại có thêm mẹ chồng hiền lành, thương con. Tưởng đâu Mai Lạc có cuộc sống trọn vẹn. Nào ngờ, Mai Lạc rơi vào bi kịch vì sinh ra con gái. Mẹ chồng của cô vì muốn có cháu trai nên đã đem bán cháu gái với mong muốn con dâu sẽ sinh thêm cháu. Mai Lạc hóa điên và phải vào trại tâm thần, sau đó tự sát. Mẹ chồng của cô thì bị bắt, còn chồng Mai Lạc lại chết vì tai nạn giao thông. Con gái Mai Lạc về sau cũng được giao cho Hy Lôi, ứng với nhân vật Vân của Bảo Thanh nuôi dưỡng. Dựa vào nội dung tiểu thuyết gốc, khán giả lo ngại rằng số phận nhân vật Trang sẽ vô cùng bi thảm, dù biên kịch Sống chung với mẹ chồng khẳng định. Khi cải biên tiểu thuyết sẽ làm cho nội dung khác đi, nhưng người xem vẫn nơm nớp lo sợ cho gia đình nhân vật Trang. Dẫu vậy, theo nguồn tin hậu trường, ở đoạn gần cuối phim, tình tiết mẹ chồng, bà Điều bán cháu gái sẽ được thay thế bằng việc bà Điều vô tình khiến cháu gái bị bắt cóc. Sau sự cố này, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu giữa bà Điều và Trang trở nên vô cùng căng thẳng. Dự đoán không hề kém cạnh cặp mẹ chồng nàng dâu tai quái là bà Phương và Minh Vân.